Cũng trong ngày 8 tháng 5, đội bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân và lực lượng kiểm lâm hạt Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Văn Châu, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, đang giăng bẫy chim rừng trái phép tại khu vực bãi chuối thuộc khoảnh 1 tiểu khu 251. Qua kiểm tra, lực lượng đã thu giữ nhiều tang vật dùng để bẫy chim rừng cùng với hơn 20 con chim gầm gì lưng nâu. Đây là loài thuộc họ bồ câu. Ở Việt Nam đã tìm thấy loài này ở Tam Đảo, Khe Xanh, đèo Hải Vân, Kon Tum và Đà Lạt. Theo điểm A khoản 1 điều 21 Nghị định 35 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt từ 5 đến 15 triệu đồng. Hiện đoàn kiểm tra đang tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với đối tượng Văn Châu thả chim về rừng sau khi hoàn thành các thủ tục.